Chào mừng các bạn đã đến với bản tin sức khỏe trên kênh Sức khỏe hạnh phúc. Trong bản tin sức khỏe hôm nay, xin mời quý vị chúng ta cùng theo dõi nội dung như sau. 7 loại quả ăn khi đói là thần dược khỏe 3 đời, ít ai ngờ đến. Hãy ăn ngay 7 loại trái cây này lúc đói còn tốt hơn cả 1000 viên thuốc bổ. Quý vị thân mến, nhiều người vẫn có cái thói quen là ăn hoa quả ngay sau khi mà bữa ăn mà không biết rằng thì ăn hoa quả khi đói giúp giải độc, cung cấp năng lượng và hỗ trợ cái quá trình giảm cân của cơ thể. Nhiều người sợ ăn trái cây khi bụng đói sẽ ảnh hưởng dạ dày. Thế nhưng 7 loại trái cây sau không những tốt cho cơ thể mà còn giúp giảm cân hiệu quả và hoàn toàn không gây hại khi mà bụng đói. Nếu ăn 2 lát bánh mì rồi ăn trái cây thì trái cây gặp thức ăn trong bao tử trộn lẫn với axit tiêu hóa sẽ làm cho thức ăn bắt đầu phân hủy. Vì vậy mà hãy ăn hoa quả khi bụng đói hoặc là trước bữa ăn. Bên cạnh đó thì ăn hoa quả ngay sau bữa ăn còn gây cái cảm giác ợ hơi, chướng bụng, thậm chí là buồn nôn ở một số người. Theo bác sĩ người Mỹ, nếu ăn trái cây đúng cách, chúng ta sẽ có được cái sức khỏe, năng lượng, hạnh phúc và không béo phì. Và dưới đây là một số loại hoa quả bạn nên ăn khi mà bụng đói. Thứ nhất là dâu tây. Dâu tây cũng là một cái loại trái cây có chứa cái hàm lượng chất chống oxy hóa cao, giúp bảo vệ cơ thể khỏi tác nhân gây ung thư, ngăn ngừa tắc nghẽn mạch máu và các cái gốc tự do. Và thứ hai, đấy là cam. Uống nước ép 2 đến 4 quả cam mỗi ngày khi mà bụng đói sẽ làm giảm mức cholesterol xấu, ngăn ngừa và hỗ trợ điều trị xoài thận, đồng thời là làm giảm nguy cơ ung thư ruột già. Quả thứ ba là dưa hấu. Loài hoa quả này chứa 92% nước và chứa glutathione giúp tăng cường hệ miễn dịch. Dưa hấu cũng chứa nguồn lycopene tốt, chất chống oxy hóa, chống ung thư. Ngoài ra thì các cái chất dinh dưỡng khác, nguồn vitamin C và kali dồi dào cũng có trong dưa hấu. Thứ tư, thứ năm là ổi và đu đủ. Hai loại quả này cũng chứa cái hàm lượng vitamin C cao. Ổi giàu chất xơ và ngăn ngừa táo bón. Đu đủ có chứa carotene được xem là tốt cho mắt. Và quả thứ sáu đấy là kiwi. Loại quả này chứa nguồn kali, magie, vitamin E và chất xơ dồi dào. Hàm lượng vitamin C của kiwi còn cao gấp đôi so với cam. Và quả thứ bảy đấy là táo. Táo rất giàu chất chống oxy hóa và flavonoid, giúp làm giảm cái nguy cơ ung thư đại tràng, đau tim và đột quỵ. Táo cũng là cái loại trái cây được các chuyên gia khuyên ăn khi mà đói bụng. Quý anh chị thân mến, trên đây đấy là 7 loại quả nên ăn khi đói bụng và được coi đấy là thần dược, còn tốt hơn cả uống 1000 viên thuốc bổ, giúp cho chúng ta giải độc, cung cấp năng lượng và hỗ trợ cái quá trình giảm cân của cơ thể cực kỳ hiệu quả. Mong rằng với thông tin này sẽ cung cấp cho quý anh chị được thật nhiều những cái kiến thức trong cuộc sống. Quý vị thân mến, bản tin sức khỏe của chúng tôi xin được tạm dừng tại đây. Chúc các bạn sống vui, sống khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong bản tin sức khỏe tiếp theo của chúng tôi.